Em Lê Quỳnh Ngân. Em Lê Thanh Tị Nhã. Chúng em là những tuyên truyền viên đến từ đội tuyên truyền Lan Non, liên đội trường tiểu học số 1 Tam Quan. Xin gửi đến ban tổ chức, ban giám khảo, quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa hội thi, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm, chỉ đạo và dành nhiều quyền lực cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tuy vẫn còn tồn tại rất nhiều vấn đề về trẻ em trong giai đoạn hiện nay. Các bạn đoàn viên và nhi đồng thân mến, chương trình phát thanh Mang Non hôm nay mời các bạn nghe nội dung chính sau. Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em vào ngày 20 tháng 2 năm 1990 và ngày 5 tháng 4 năm 2016 tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 đã biểu quyết thông qua luật trẻ em 2016 thay thế luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của năm 2004. Tên gọi mới này vừa ngắn gọn, vừa phản ánh đầy đủ hơn nội dung và vi phạm điều chỉnh của luật về đối tượng đặc thù là trẻ em. Theo điều 6, luật trẻ em quy định các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em, xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em theo quy định tại khoản 2 điều 185 Bộ luật hình sự 2015, thì người nào đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực, xâm hại thân thể con, chéo lần người dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm. Trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em nghiện ma túy, trẻ em phải bỏ học kiếm sống, chưa hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở, trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể chất và tinh thần do bị bạo lực, trẻ em bị bóc lột, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em bị mua bán, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bị phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo. Quyền bí mật đời sống riêng tư, quyền được sống chung với cha mẹ, quyền được đoàn tụ, liên hệ và tiếp xúc với cha mẹ, quyền được chăm sóc, thay thế nhỏ là con nuôi, quyền được bảo vệ, không bị xâm hại tình dục, quyền được bảo vệ để không bị bóc lột sức lao động, quyền được bảo vệ để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc, quyền được bảo vệ để không bị mua bán, bắt cóc, đánh cháo, chiếm đoạt, quyền được bảo vệ khỏi các ma túy, quyền được bảo vệ trong tố tụng và xử lý vi phạm hành chính, quyền được bảo vệ khi gặp thiên tai, thảm họa, ô nhiễm môi trường, xung đột vũ trang, quyền được bảo vệ, đảm bảo đảm an sinh xã hội, quyền được tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động xã hội, quyền được bày tỏ ý kiến và hội họp, quyền của trẻ em khuyết tật, quyền của trẻ em không khuyết tật, trẻ em lánh nạn, tị nạn. Thứ 6, các quy định về bổn phận của trẻ em, bổn phận của trẻ em đối với gia đình, bổn phận của trẻ em với nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác, bổn phận của trẻ em đối với cộng đồng xã hội, bổn phận của trẻ em đối với quê hương đất nước, bổn phận của trẻ em đối với bản thân. Thứ 7, quy định về chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cấp độ phòng ngừa gồm các biện pháp áp dụng đối với cộng đồng, gia đình và mọi trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức về bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường an toàn, giảm nguy cơ trẻ em bị xâm hại. Cấp độ can thiệp gồm các biện pháp áp dụng đối với trẻ em và gia đình trẻ em bị xâm hại nhằm ngăn chặn hành vi xâm hại, chăm sóc phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thứ 9, trách nhiệm của cha, mẹ và các thành viên trong gia đình đối với trẻ em. Theo điều 75 luật trẻ em quy định cha, mẹ và các thành viên trong gia đình có trách nhiệm sau đây: tôn trọng, lắng nghe, xem xét, phản hồi, giải thích ý kiến, nguyện vọng của trẻ em phù hợp với độ tuổi, sự phát triển của trẻ em và điều kiện, hoàn cảnh của gia đình. Tạo điều kiện, hướng dẫn trẻ em tiếp cận các nguồn thông tin an toàn, phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển của toàn diện của trẻ em. Tạo điều kiện để trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng đối với những quyết định, vấn đề của gia đình liên quan đến trẻ em. Cung cấp thông tin chính xác, pháp luật và quy định về giáo dục có liên quan đến học sinh, công khai thông tin về kế hoạch học tập và rèn luyện, chế độ nuôi dưỡng và các khoản đóng góp theo quy định, ít chấn đáng của trẻ em trong môi trường giáo dục và những vấn đề trẻ em quan tâm. Trẻ
Luật trẻ em 2016 đã kế thừa những quy định cơ bản của luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, đồng thời sửa đổi bổ sung rất nhiều quy định mới nhằm cụ thể hóa hiến pháp năm 2013, công ước quyền trẻ em và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội, sự phát triển của trẻ em trong giai đoạn hiện nay. Vì một thế giới trẻ thơ, hồn nhiên, trong sáng, hãy cùng chung tay bảo vệ trẻ em.